Trong sắp cưới của nam em có câu trả lời chính thức cho mối quan hệ hiện tại sau thời gian mệt mỏi vì thị phi. Sau thời gian khóa trang cá nhân vì thị phi, mới đây chồng sắp cưới của nam em bất ngờ có động thái mới. Theo đó, chồng sắp cưới nam em mở lại tài khoản mạng xã hội sau một thời gian tạm khóa. Anh thay đổi anh đại diện là khoảnh khắc hộ tống nam em trong một đêm diễn mới đây nhất và không nói gì thêm. Hành động này của bạn trai nam em khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó, sau khi bị mỉa mai về quá khứ, nam doanh nhân từng đăng đàn tuyên bố xóa Facebook quay trở lại cuộc sống bình thường như trước đây. Phải công nhận sức mạnh bạo lực mạng của xã hội là rất lớn, nhưng nó không làm được gì chúng tôi. Ẩn đi mọi thứ để nó nhẹ nhàng, lắng động và cũng biết thêm về mối quan hệ tôi cần dẹp bỏ. Hiện tại tôi xin dừng Facebook và xóa Facebook để trở lại cuộc sống như trước. Tôi và cô ấy sẽ sống trong âm thầm và tĩnh lặng. Cảm ơn các bạn cho chúng tôi được hương vị sóng gió bão táp để chúng tôi trải qua và vẫn bình an tự tại. Xin cảm ơn cuộc sống. Bạn trai nam em từng chia sẻ. Chồng sắp cưới nam em lần đầu nhắc tới những người cũ tuyên bố làm điều này sau hồ nào. Sau khi công khai bạn trai, nam em nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Trước làn sóng phản ứng của netizen, nam em và chồng sắp cưới đã có những động thái cứng rắn trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Mới đây nhất, bạn trai nam em đã có những trải lòng. Cụ thể, phải công nhận sức mạnh bạo lực của mạng xã hội là rất lớn nhưng nó không làm gì được chúng tôi ẩn đi mọi thứ để nó nhẹ nhàng lắng động và cũng để biết thêm về nhiều mối quan hệ tôi cần dẹp bỏ bạn trai nam em khẳng định quá khứ của anh bẩn nhưng chưa bao giờ nó bẩn tới mức qua ống ngắm của xã hội đánh giá như vậy tội cho các cô gái ở quá khứ họ quen tôi gia đình họ đang im ấm và bây giờ thì sóng gió theo hàng chục năm rồi các bạn vẫn đào bới lại để gia đình họ tan nát tôi không thay đổi và phân tích về quá khứ nữa có sai tôi nhận sai có đúng tôi cũng nhận sai sau những bão tố, bạn trai nam em quyết định dừng sử dụng Facebook, quay trở lại cuộc sống như trước đây. Hiện tại tôi xin dừng lại Facebook và xóa Facebook trở lại cuộc sống như trước. Tôi và cô ấy sẽ sống trong âm thầm và tĩnh lặng. Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi được hương vị sóng gió bão táp để chúng tôi trải qua và vẫn đang bình an tự tại. Xin cảm ơn cuộc sống. Bạn trai nam em tuyên bố, hiện tại bạn trai nam em khóa tài khoản mạng xã hội như tuyên bố trong bài viết. Sau những động thái của nam em vẫn đang nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Nam em ngầm nhắn nhủ đến chồng sắp cưới, chốt kèo sau ào công khai. Mới đây trên trang cá nhân, nam em bất ngờ đăng tải loạt ảnh xinh đẹp của chính mình trên sân khấu kèm theo dòng trạng thái đầy ý nghĩa: "Phải đổi lấy rất nhiều sự chân thành của tuổi trẻ để có được cái nắm tay khi về già." Ngay khi xuất hiện, bài đăng của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Dù không cụ thể, nhưng trong thời điểm vừa công khai chồng sắp cưới, nhiều người cho rằng những lời ngọt ngào này là nam em dành cho người đàn ông của cuộc đời vừa qua cư dân mạng trần trần trước khoảnh khắc chụp lén của nam em và chồng sắp cưới trong một sự kiện. Tại đây bạn trai nam em dắt tay cô nàng di chuyển qua đám đông khán giả. Theo đó bạn trai hơn 14 tuổi luôn nắm tay nam em dù trong mọi hoàn cảnh. Có thể thấy bất chấp ồn ào thị phi, bạn trai vẫn không rời nam em nửa bước, cả hai vẫn tay trong tay đi khắp thế gian đối mặt với sóng gió, đặc biệt là bạn trai của cựu hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Vị doanh nhân này liên tục nắm tay nam em mỗi khi sánh bước bên bạn gái. Động thái này của cả hai cho thấy dù ai nói ngã nó nghiêng thì tình yêu họ dành cho nhau vẫn quyết không lung lay. Cách đây không lâu trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, nam em chia sẻ niềm hạnh phúc của mình khi thông báo rằng vào tháng 4 năm sau cô và bạn trai sẽ tổ chức tiệc đính hôn. Được biết họ đã gặp nhau khi nam em đến mua đồ phong thủy tại cửa hàng của anh chàng. Sau 6 tháng tìm hiểu, cả hai quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, quá khứ của bạn trai nam em bất ngờ bị đào lại và gây ra loạt phản ứng trái chiều. Trên các trang mạng xã hội, dân tình bóc chồng chưa cưới của nam em thực tế đã có hai đời vợ cùng ba người con. Không chỉ vậy, người này còn được cho là đang thiếu nợ nhiều nơi và không vững mạnh về kinh tế. Bạn trai nam em khẳng định quá khứ của anh chưa bao giờ bận tới mức qua ống ngắm của xã hội đánh giá như vậy. Đồng thời, anh cũng công khai nhắc về người cũ sau loạt lùm xùm đã qua tội cho các cô gái ở quá khứ họ quen tôi gia đình họ đang êm ấm và bây giờ thì sóng gió theo hàng chục năm rồi các bạn vẫn đào bới lại để gia đình họ tan nát tôi không thay đổi và phân tích về quá khứ nữa có sai tôi nhận sai có đúng tôi cũng nhận sai cuối cùng bạn trai nam em quyết định dừng sử dụng facebook hiện tại tôi xin dừng facebook và khóa facebook trở lại cuộc sống như trước tôi và cô ấy sẽ lại sống trong âm thầm và tĩnh lặng cảm ơn các bạn đã cho tôi được hương vị sóng gió bão táp để chúng tôi trải qua vẫn bình an tự tại sau lùm xùm phía nam em và bạn trai vẫn chưa chính thức công khai xuất hiện cùng nhau, nhiều người không rõ quyết định cuối cùng của người đẹp như thế nào, chọn con tim hay nghe lý trí. Nam em chuyển chế độ độc thân, xóa mọi thứ liên quan về chồng sắp cưới. Sáng ngày 28 tháng 11, chồng sắp cưới của nam em, anh BHC bất ngờ đăng đàn tìm kiếm người đẹp. Ai biết nam em ở đâu báo giúp tôi. Trong cuộc sống mọi người cuộc đừng áp đặt sự việc quá mức. Nguyễn lệ nam em em ở đâu liên hệ với anh. Qua tôi về nhà có việc nên cô ấy mới như vậy. Điều này dấy lên thông tin mỹ nhân quê Tiền Giang biến mất khiến bạn trai cô phải lo lắng. Ngay sau đó, cộng đồng mạng phát hiện nam em xóa chế độ hẹn hò với bạn trai. Bên cạnh đó, các bài viết liên quan đến người đàn ông này cũng không được tìm thấy trên trang cá nhân của cô, dù trước đây cả hai rất mặn nồng. Riêng về phần bạn trai nam em, anh C vẫn để trang cá nhân ở trạng thái hẹn hò. Tuy nhiên, điểm khác biệt là bức hình ảnh bìa nam em và chàng trai này đã bị đổi thành một bức ảnh khác. Hiện tại, mọi động thái của cặp đôi sự quan tâm mạnh mẽ từ phía công chúng. Tại buổi phỏng vấn độc quyền với South Star, nam em cho biết cả hai đang quen nhau khi cô mua hàng tại cửa hàng bán đồ phong thủy của chồng sắp cưới. Bạn trai nam em là người Hải Phòng, lớn hơn cô 14 tuổi. Ấn tượng trước vẻ ngoài hào nhoáng chỉnh chu của anh, nàng hoa khôi quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình. Hiện tại cả hai quen nhau được khoảng 9-10 tháng. Theo dự kiến, nam em và người yêu sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 4 dương lịch năm 2024 phía nam em lên tiếng sau ồn ào chồng sắp cưới đăng đàn tìm kiếm mất tích mới đây trên tài khoản facebook cá nhân chồng sắp cưới nam em bất ngờ đăng bài viết tìm kiếm cô cụ thể anh bhc viết ai biết nam em ở đâu báo giúp tôi đi kèm bài đăng anh BHC chia sẻ bức ảnh đời thường mặt mộc không trang điểm của bạn gái. Trong ảnh nam em đang khóc, tâm trạng có vẻ không ổn định. Ngay sau đó chúng tôi liên hệ về phía nam em làm rõ thông tin. Quản lý của nam em cho biết nam em vẫn ổn, vẫn đang đi cùng tôi. Bài viết trên là chúng tôi bị chơi bẩn truyền thông, còn nam em không sao hết. Khi được hỏi thêm về thời gian dự kiến tổ chức đám cưới của cặp đôi, thì người này từ chối trả lời, sẽ thông tin lại khi có lịch cụ thể. Giữa tháng 11, nam em bất ngờ tuyên bố chuẩn bị kết hôn cùng một người đàn ông. Sau đó, người đẹp quyết định công khai danh tính cũng như chân dung của ông xã tương lai. Tuy nhiên sau đó ít lâu quá khứ của ông xã tương lai nam em bất ngờ bị đào bới trên mạng xã hội. Trước những điều này nam em bày tỏ sự bức xúc và liên tục có những bài đăng gây gắt trên trang cá nhân thậm chí nhắc về cái chết. Nhiều người cho rằng có lẽ trạng thái tinh thần của nam em hiện đang không ổn định. Bên cạnh những lo lắng cho nam em, cộng đồng mạng cũng gửi lời chúc phúc tới cô và mong đây sẽ là bến đỗ bình yên cho nam em sau nhiều sóng gió. Nam em hủy show diễn. Sau ồn ào liên quan đến quá khứ của bạn trai lý do gây bất ngờ, mới đây sau khi công khai danh tính bạn trai nam em trở thành tâm điểm bàn luận của cư dân mạng. Bên cạnh việc chúc phúc đến người đẹp, một số netizen đưa ra ý kiến trái chiều, đặc biệt là các thông tin liên quan đến quá khứ bạn trai nam em. Giữa ồn ào chưa hạ nhiệt mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin nam em hủy một show diễn vào ngày 30 tháng 11 tối, như dự kiến tối 30 tháng 11 nam em sẽ có một đêm nhạc ở phòng trà tại thành phố Hồ Chí Minh cùng nam ca sĩ Phạm Khánh Hưng. Tuy nhiên đêm diễn này sau đó đã được hủy. Chúng tôi đã liên lạc với phía phòng trà nơi diễn ra sự kiện thì nhận được phản hồi vì lý do sức khỏe của ca sĩ nam em hiện không đảm bảo để có thể biểu diễn nên đêm nhạc 30 tháng 11 của nam ca sĩ Phạm Khánh Hưng và nam em sẽ được rời lại vào một ngày khác. Thông tin này khiến khán giả bất ngờ tiếp tục là chủ đề bàn luận. Trước đó trong buổi phỏng vấn nam em từng cho biết cô sẽ không tiến tới hôn nhân với bạn trai nếu không có quá khứ Lúc đầu tôi thích hào quang của bạn trai nhưng nếu không có quá khứ tôi sẽ không thích, không yêu và không xác định đi đến hôn nhân. Với tôi, ai mà nói câu làm vợ anh đi là tôi xách dép bỏ chạy liền. Tôi nghe câu đó tôi sợ lắm. Riêng anh Cường thì lại cho tôi niềm tin sống chết có nhau. Với tôi, một người đàn ông trải qua quá khứ không đẹp hay không sống trong nhung lụa thì họ sẽ biết cách trân trọng người phụ nữ hiện tại hơn. Tôi cũng là một người trải qua những hoàn cảnh tương tự và chúng tôi hiểu, đồng cảm được nỗi đau của nhau. Nam em trải lòng. Nam em ngầm thông báo ngày đính hôn hậu công khai bạn trai. Tối 18 tháng 11 trên story cá nhân, nam em gây chú ý khi đăng một chiếc thiệp lễ đính hôn với ngày tháng công bố rõ ràng 14 tháng 1 năm 2024. Động thái của nam em thu hút chú ý từ cư dân mạng. Dù trên thiệp không ghi tên ai, cộng đồng mạng vẫn nghĩ tới việc nam em khoe ngày trọng đại của cô. Không ít người hâm mộ gửi lời chúc mừng cho nam em khi cô đã tìm được bến đỗ sau thời gian gặp nhiều sóng gió trong tình cảm. Trước đó dạng sáng 17 tháng 11, nam em công khai ảnh bên một người đàn ông được cho là người yêu sau 3 tháng xác nhận hẹn hò. Trên trang cá nhân, người đẹp liên tục bày tỏ cảm xúc hạnh phúc khi được nửa kia chiều chuộng yêu thương. Sáng 18 tháng 11, nam em thông báo tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai, khiến cư dân mạng bất ngờ. 21 chắp ăn hỏi, ai muốn bưng mâm nào, tay đâu? Được biết bạn trai của nam em không làm việc trong ngành giải trí nhưng rất đồng cảm và ủng hộ cho đam mê nghệ thuật của cô. Người đàn ông này còn nhắn nhủ tới fan của nam em. Tôi biết các bạn fan yêu quý nam em dành cho nam em nhiều tình cảm. Tôi mong các bạn hãy nhìn nhận khía cạnh một cách trí tuệ bao quát. Nam em cần được sự kính trọng cô ấy đã trải qua nhiều thứ hàm oan mà cũng chỉ cười để bước đi tiếp. Vì thế mà tôi ở đây, cô ấy và tôi cũng đã nhiều lần tranh luận giận hờn, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ở bên nhau. Bao nhiêu sóng gió vấp ngã, mỗi lần vấp ngã, cô ấy đều có bài học đắt giá và sự giác ngộ. Lần này cô ấy không dễ lặp lại vết xe đổ đâu.